Cô nhớ lấy, đưa cô nó ra lấy. Chủ nhật em đi dùng mà. Được không? Chị sợ quên. Sợ quên thì không chắc ăn thì chạy xe. Đó hay quên lắm cơ. Thì thôi đi. Bà dằm mua con mua thế bà dằm. 19.000. Bà lâu lắm không ra ngoài rồi. Bà rất hay dằm. Đó. Nghe chuẩn cũng không dạ em bằng số thì có hai bà luôn đưa năm nay là
ra. Thank you.
Có quả chín đây này. Wow. Ngon thế. Tớ gắn loại mới này đi. Được à? Loại mới hết rồi. Một em nhấc. Ôi trời. Để cho nó nguội một tí đã. Ừ, cái đổ đây vào nó đỏ kia. Ừ. Ừ. Đầu dừa đấy. Ăn nó vào nó không nhắm thế nào.
Vẫn nào rồi. Không ăn nữa. Ăn thế rồi. Em cất nhá. Lấy mía đi bán không cậu? Mang 3 đoạn về ăn. 2 đoạn. Ờ, 2 đoạn. Mang 2 đoạn về ăn. Mấy người 1 đoạn. Ủa ngay nghỉ. Từ khi anh đi làm thuê về đến bây giờ thì được mấy tháng rồi?
Anh ơi, hộ em nhấc cái này với. Anh giật tay đó. Đâu được đây. Thank you.